Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có khách ở khu vực Tây Ninh có nhờ mình check quy hoạch, có gửi thông tin cho mình như sau nha. Rồi, cái sổ đây nè. Tờ 31 thửa 562. Thửa này tôi bắt đầu chính mình kiếm không ra nha. Nhưng mà mình check quy hoạch đối với trường hợp đó là tưởng tượng cái thửa đó nha. Và tưởng tượng là cái đường như nè. Rồi, đây nè. Đó. Thấy không? Đường nè, qua đây nè. Thì thửa nó nằm ở vị trí này nè nha. Chứ bình thường cái này làm tách ra chứ bình thường không có nha. Rồi, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đây nè. Đó. Mình chú ý nha. Đây, nó nằm trong vùng đất ở dự án này. Đó. Dự án thương mại vụ nè. Khu này cũng nằm trong quy hoạch chứ ở dự án hết nè các bạn. Đó. Thửa này chúng ta cũng không nên mua tại nằm trong đất ở dự án nè, thấy không? Giao thông nó bỏ hết rồi, thấy không? Hết này. Nè các bạn coi nè. Đó. Nó để tống trơn vậy nè. Còn nếu mà dễ giao thông vô thì ok, còn nếu mà để giao thông bớt đi như thế này thì cái này nằm trong đất ở dự án nha. Giống như này nè, thấy không? Có giao thông này, cái này bớt hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.